Khách sạn này phục vụ món bò bít tết cực kỳ hảo hạng, uống kèm với rượu vang cực kỳ tuyệt vời. Đây là một khách sạn rất tuyệt vời. Khách sạn sang trọng lịch sự, được thiết kế hiện đại theo phong cách riêng của mình. Các đồ nội thất và ngoại thất đều đồng bộ, cùng tông màu và rất tinh tế chi tiết. Khách sạn nằm ngay trên mặt đường con phố lớn, chỗ để xe thoải mái. Nhân viên ở đây rất nhiệt tình, thân thiện, chu đáo. Bạn sẽ được hướng dẫn rất cẩn thận, chi tiết và vui vẻ, từ bác trông xe cho đến anh chị em làm lễ tân. Trang thiết bị của khách sạn rất tuyệt vời. Khách sạn có đầy đủ các tiện nghi dịch vụ như massage, phòng hội nghị, ăn sáng, cà phê, bar, lounge, bể bơi. Khách sạn rất tuyệt vời. Bạn hãy đến và trải nghiệm nhé. Giá cả ở đây cũng tương đối hợp lý. Thiết bị trong phòng có đầy đủ, có cả bồn tắm ngâm, phòng tắm riêng, các ghế sofa, bàn rất rộng rãi, bàn làm việc, điện thoại, quán bar nhỏ, vườn nhỏ, tiểu cảnh, cửa sổ thoáng rộng nhìn ra xa, ngắm toàn cảnh bên ngoài, view panorama rất đẹp. Bạn hãy đến và trải nghiệm nhé. Đây là nhà hàng rất sang trọng lịch sự, nhà hàng rộng rãi thoáng mát, nằm ngay trên con phố lớn mặt đường, chỗ để xe thoải mái. Nhà hàng thiết kế lịch sự sang trọng và có rất nhiều phòng riêng được thiết kế hiện đại, có điều hòa để tiếp khách rất tuyệt vời. Hệ thống nhân viên nhiệt tình, thân thiện, chu đáo. Đặc biệt đồ ăn chuyên đề của quán rất ngon, thực phẩm tươi sống được chế biến rất tuyệt vời, được ăn kèm với nhiều loại rau khác nhau. Các loại thực phẩm ở đây đều được tuyển chọn và tinh chế rất tuyệt vời, giá cả cũng hợp lý. Bạn hãy đến và trải nghiệm nhé.